Ngày 7 tháng 5, thông tin từ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết đội quản lý thị trường số 4 vừa phối hợp tuần tra, kiểm soát cùng chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái kiểm tra ô tô tải chở xúc xích không rõ nguồn gốc dừng đỗ tại lề đường phía trước cổng trường tiểu học Ninh Dương, thành phố Móng Cái trong đêm 5 tháng 5. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có gần 2 tấn xúc xích được đóng trong nhiều bao tải dứa màu xanh, đang trong tình trạng bị chảy nước và có dấu hiệu hư hỏng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lô hàng và khai nhận đã mua gom số xúc xích này từ nhiều nơi để chuẩn bị đưa vào nội địa tiêu thụ. Cán bộ đội quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh sau đó lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng, phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng để tiêu hủy tang vật vi phạm theo quy định. Đồng thời, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng đối với người vi phạm.